Hoan hỉ chào đón quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên, thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, Diễm Quỳnh xin mến chúc tất cả quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông và may mắn. Thưa quý vị và các bạn, nếu mà bạn đang muốn biết trong tháng 1 âm lịch này thì mình có thể có gặp phải những khó khăn hay trắc trở nào, thì hãy xem tử vi. Đặc biệt, đó là ngày hôm nay sẽ là phần tử vi cho tuổi Giáp Thân sinh năm 2004 trong tháng 1 âm lịch. Dựa vào sao chiếu mệnh hạn tuổi và các sao chiếu theo năm thì bạn có thể dự báo được những điều gì? Hãy cùng lắng nghe những luận giải về tử vi của tuổi Giáp Thân sinh năm 2004 trong tháng 1 âm lịch qua lá số tử vi. Sẽ không chỉ giúp cho bạn biết được những việc sắp xảy đến với mình trong tháng 1 âm lịch này, mà đồng thời ở bên cạnh đó việc này còn giúp cho bạn biết được việc đó là việc tốt hay việc xấu, diễn biến và kết quả của sự việc này là như thế nào. Và trong trường hợp là nếu như mà trong tháng 1 tới có nhiều khó khăn trắc trở thì bạn nên tránh làm gì để có thể thuận lợi hơn. Và tất cả những câu hỏi đó sẽ được chúng tôi giải đáp ngay sau đây trong phần luận giải chi tiết về tử vi lá số của những người tuổi Giáp Thân sinh năm 2004 trong tháng 1 âm lịch. Xin mời quý bạn cùng theo dõi. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Giáp Thân sinh năm 2004 trong tháng 1 âm lịch năm 2022. Giáp Thân sinh năm 2004 mệnh thủy, tuyền trung thủy, có nghĩa là nước trong suối. Bề ngoài, người tuổi Thân là người hoạt bát, nhanh nhẹn và có mưu trí. Họ khá nghịch ngợm và linh hoạt dù trong công việc hay trong cuộc sống. Là những người rất biết cách ăn mặc và chăm chút cho bản thân. Những người tuổi Giáp Thân đa phần có ngoại hình đẹp, hiền lành và dễ gần. Người tuổi Giáp Thân có rất nhiều tài lẻ thiên bẩm. Họ rất giỏi những vấn đề mang tính nghệ thuật, biết và rất giỏi nhiều thứ khác nhau. Bạn sẽ dễ dàng nhìn thấy những người tuổi Thân họ có thể vẽ giỏi, hát hay, nhạc cụ chơi tốt mà các việc vặt thủ công hay may vá họ đều rất nhạy bén. Người tuổi Giáp Thân không chịu nhường thua ai, họ luôn muốn mình làm được và phải làm được, không dễ gì có ai giỏi hơn họ. Họ có lòng đố kỵ rất lớn, khi nóng giận lời nói khá cay nghiệt, nói năng tùy tiện, tính tình dễ thay đổi, lúc nóng lúc lạnh khó lường. Năm 2022 là một trong những năm quan trọng của gia chủ trên phương diện học tập. Đối mặt với kỳ thi đại học, bản mệnh cần phải hết sức tập trung, cố gắng, dù gặp phải khó khăn cũng không nên nản chí. Hãy tự nhắc nhở bản thân mình rằng càng cố gắng bao nhiêu thì lại càng gần với ước mơ bấy nhiêu. Trong chuyện gia đình tháng này, mối quan hệ giữa bản mệnh và cha mẹ dễ nảy sinh mâu thuẫn xung đột. Bạn không nên đặt cái tôi cá nhân lên quá cao, gạt bỏ lời khuyên nhủ của người lớn tuổi. Hãy học cách lắng nghe những người đi trước, bạn sẽ học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm đáng quý. Ngoài ra không nên để chuyện tình cảm lứa đôi gây ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính. Hãy xác định việc cần làm trước mắt của mình, làm gì để có hướng phấn đấu phù hợp. Xét về thiên can, Giáp Dương Mộc gặp Nhâm Dương Thủy nên gọi là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết mất khí. Nên trong tháng này, các gia chủ tuổi Giáp Thân cần phải hết sức chú ý và cẩn thận trong mọi công việc. Một chút sơ suất có thể khiến cho mọi sự cố gắng của bản mệnh đổ sông đổ biển. Anh chị cũng cần phải chú ý có tiểu nhân ganh ghét, quấy phá trong công việc cũng như gia đình của mình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi tuổi Giáp Thân tháng 1 năm 2022 cho thấy có nhiều bạn đạt được thành tích rất tốt, có sự tiến bộ trong học tập. Nhưng bên cạnh đó cũng có những bạn lười biếng và chảnh mảng, không tách biệt thời gian học tập và thời gian dành cho sở thích cá nhân. Cạnh tranh trong học tập cũng tăng lên, bạn thường vì vấn đề điểm số thua kém người khác mà muộn phiền. Ở độ tuổi này cảm xúc thay đổi thất thường, thường hay mất tập trung, phân tán sự chú ý, dễ bị tác động bởi các yếu tố bên ngoài nên thành tích học tập thường không ổn định, thậm chí là có dấu hiệu đi xuống. Với những bạn đã đi làm hoặc bắt đầu đi làm thêm, môi trường mới khiến bạn phải vất vả, mới thích nghi được. Hãy làm việc thật chăm chỉ và cầu tiến, tương lai tươi sáng đang chờ đón bạn ở phía trước. Vào giai đoạn này, người lớn đặc biệt là các bậc cha mẹ, thầy cô đóng vai trò rất quan trọng trong việc điều chỉnh và chỉnh hướng cho con trẻ, tránh tình trạng học đòi những thói hư tật xấu gây ảnh hưởng đến sự phát triển của tương lai. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ. Để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc.
Vấn đề tài chính của những người tuổi Giáp Thân về cơ bản vẫn được gia đình đáp ứng đầy đủ. Tuy nhiên, bạn có thể sẽ phải chi tiêu khoản không nhỏ cho sở thích cá nhân và thấy tiền tiêu vặt không đủ, từ đó suy nghĩ tự mình kiếm thêm tiền từ các công việc tạm thời hoặc là học bổng. Điều này phụ thuộc vào khả năng, sự học hỏi và cả sự cho phép từ phía gia đình. Bạn nên tham khảo ý kiến của cha mẹ trước khi quyết định bất cứ một điều gì. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Thân, Tí, Thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho các quý gia chủ để vật phẩm có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Trong tháng đầu năm 2022, sức khỏe của con giáp này không có điều gì đáng lo ngại. Vì đang ở độ tuổi mới lớn nên cần chú ý nạp đầy đủ dưỡng chất, sinh hoạt lành mạnh, tập thể dục thường xuyên để cơ thể phát triển tốt. Vấn đề ăn uống cũng cần phải để tâm, hạn chế ăn uống theo sở thích, nhất là những thức ăn đường phố, rất dễ bị ngộ độc thực phẩm hoặc là mắc các chứng bệnh về dạ dày. Các quý gia chủ tuổi Giáp Thân, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Giáp Thân. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Xem tử vi năm 2022, đào hoa khởi sắc giúp cho người tuổi Giáp Thân kết giao được với rất nhiều bạn bè mới, mở rộng mối quan hệ. Một số bạn bắt đầu nảy sinh tình cảm khác giới, ít nhiều ảnh hưởng tới việc học hành. Nhưng vì ở độ tuổi đang lớn nên cái tôi khá cao, bạn có thể tỏ ra khó chịu với sự can thiệp từ gia đình về các mối quan hệ của mình. Cần phải tỉnh táo để nhìn ra đâu là mối quan hệ tốt để mình nên duy trì, đâu là mối quan hệ độc hại cần phải tránh càng xa càng tốt để không gây ảnh hưởng tới tương lai của mình. Hơn nữa, cha mẹ là những người đi trước sẽ có cái nhìn tinh tường và hiểu lòng người tốt người xấu ra sao. Bạn nên lắng nghe và tiếp thu nhiều hơn thay vì đối chọi chỉ để thỏa mãn cái tôi của mình. Tổng quan tháng 1 âm lịch năm 2022, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần. Tháng 1 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 1 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 1 năm 2022, tức ngày 1 tháng 2 năm 2022 đến 2 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Tháng 1 Nhâm Dần có nạp âm là Kim Bạc Kim, tháng Dần, Lục Hợp Hợi, Tam Hợp Ngọ và Tuất Thành Hỏa Cục, Xung Thân, Hình Tỵ, Hại Tỵ, Phá Hợi và Tuyệt Dậu. Đối với người tuổi Giáp Thân trong tháng 1 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 6 tháng 1 năm 2022, tức ngày 6 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Dần, có nạp âm là Tùng Bách Mộc. Ngày âm lịch, ngày 18 tháng 1 năm 2022, tức ngày 18 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Dần, có nạp âm là Kim Bạc Kim. Ngày âm lịch, ngày 30 tháng 1 năm 2022, tức ngày 2 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Dần, có nạp âm là Đại Khê Thủy. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Giáp Thân. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Giáp Thân trong tháng 1 âm lịch năm 2022 Nhâm Dần. Ngày âm lịch, ngày 9 tháng 1 năm 2022, tức ngày 9 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Tỵ, có nạp âm là Trường Lưu Thủy. Ngày âm lịch, ngày 21 tháng 1 năm 2022, tức ngày 21 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Tỵ, có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa. Đây chính là 2 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.
Thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ của Phong Thủy Gia Cát về tử vi của tuổi Giáp Thân trong tháng 1 âm lịch. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi Giáp Thân, và qua đó thì quý vị cũng phần nào yên tâm vững bước hơn trong tháng 1 âm lịch, hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn này. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên nhấn like video này, đăng ký kênh và ấn chuông quý vị nhé. Đó là cách mà quý vị ủng hộ cho sự phát triển của chúng tôi trong tương lai. Còn bây giờ thì chúc cho quý vị gặp nhiều may mắn và bình an trong cuộc sống. Xin mến chào và hẹn gặp lại.